Ngày 24 tháng 3, Câu lạc bộ cựu cán bộ đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức tham quan thực tế tại khu kinh tế Nghi Sơn. Trong chương trình, đoàn đã đi tham quan, tìm hiểu một số dự án tại khu kinh tế Nghi Sơn, nghe đại diện lãnh đạo ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn giới thiệu khái quát quá trình hình thành và phát triển, kết quả thu hút đầu tư và sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn khu kinh tế. Các cựu cán bộ đoàn cũng đã ôn lại những kỷ niệm đẹp, chia sẻ những tâm tư, tình cảm, bài học kinh nghiệm trong quá trình tham gia công tác đoàn, gợi mở, đề xuất giải pháp nhằm xây dựng tổ chức đoàn trong các cơ quan, doanh nghiệp, phát huy vai trò xung kích của đoàn viên thanh niên trong giai đoạn hiện nay, góp phần xây dựng và phát triển quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.